đúng rồi, đáng nhà. À, sắp muốn xe cáp rồi. Nó khi mà nhiệt độ nó tăng lên nó lạnh thì nó sẽ đổ tương nước đổ mồ hôi, thời tiết mình nóng thì nó còn giống như cái đá gì nữa. Nhưng ngoài trời thì bên hãng người ta không có làm giống như là trong cái dạng lạnh trong học sinh một gen rồi dù kỹ thì em muốn cho em thêm lớp tiên để cho học cái này thôi, nhưng mà nó đỡ thôi chứ không thay được, tại vì đây ống lọc của nó mà lạnh nó sẽ tương nước rồi. Bên đây ngoài trời thì người ta không có làm một cái máy nước như là trong cái dạng lạnh. Dạ đúng rồi anh. Bên đây có bị dạ thì nó bị ít đi nhiều chứ không phải là 100% vậy đó, có nhiều cái máy mà không động cái ghế mà dài vậy, cái vàng trong làm đèn vàng lạnh cái dài nó tải nhiệt tốt thì sẽ ít bị tương. Mà anh em mà lát rồi nó lạnh sẽ đổ, nếu như can nước qua nó đụng thì là lấy tay mình đụng vô nó còn lạnh nữa chứ không phải là nó không lạnh. Để em muốn cho anh em có cái đỡ thôi, cái 100% thì nó nhờ cái hơi lạnh đó thì nó mới làm lạnh cái vàng lạnh như vậy. Chứ nó không có sống được. Cái đó gì nó có ảnh hưởng gì máy không anh? Không anh, nó ảnh hưởng gì đâu, tại vì ở ngoài trời á, người ta thiết kế ngoài trời á là cũng nóng mình chịu mưa chịu nắng được luôn á, nó đâu có sao đâu. Còn cái nước này là bình thường. Nhiều cái máy nó nằm ngoài trời nó trời mưa trời nắng ta để mấy con cũng không ảnh hưởng.
Tại thấy nó nhiễu nước thấy phiền, chị chủ nhà mà nhắc nhở hoài. Cái thao đúng hả? Dạ, đỡ thôi chứ cũng không chứ cái này. Thế mình đây là không có chỗ để mình bắt nó đâu, cô mẹ dùng người ta để lan can để xin phượng rồi á. Nó cứ chạy cũng không hưởng gì xung quanh hết. Còn đây thì cái thế này mình đâu có chỗ nào bắt nó cũng khác đâu, khổ đi. Còn những cái dạng máy mà ít tư thì thường những cái dạng máy đa số là cái cái hàng mùi á, ống đồng nó làm tốt lắm, dày gì vui à. Cái quấn này nó đỡ, bởi vì đi chạy thôi lắm. Gì vậy? Nói chuyện với ai vậy? Thảo. Nói gì vậy? Nói là lời sữa hả? Nói dạ. Ừ.
anh nói anh tắt nha. Lạnh quá. Nhiều gì? Phải là để 50 phút đi. Nãy giờ bắt cho người ta đó hả? Ừ. Này ghê hết xe lạnh. Thứ gì đâu, nó thứ người. Nó kêu bắt thử mà.
gì anh?